lý mong muốn kết hôn và sinh con với Hồ Ngọc Hà. Trả lời trong một phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ đang cân nhắc việc tiến đến hôn nhân với Kim Lý. Theo đó, cô chia sẻ bạn trai muốn có một gia đình đúng nghĩa, còn cô sợ bước vào những trải nghiệm hôn nhân từng khiến mình ám ảnh. Nữ ca sĩ chia sẻ, chúng tôi khác nhau về quan điểm hôn nhân, đến giờ vẫn chưa có sự thống nhất. 35 tuổi, Kim cần gia đình và con cái, Kim chưa bao giờ kết hôn. Vì vậy, kỳ vọng của bạn ấy về một mái ấm gia đình sẽ rất đẹp, rất hoàn hảo. Nó khác xa với tôi, một người phụ nữ từng đổ vỡ và có tâm lý chim sợ cành cong. Nếu một người đã một lần suýt chết đuối, người ấy sẽ rất sợ bước vào những vùng xoáy. Tôi muốn giữ cho tình yêu của mình còn mãi bằng cách trở thành tình nhân. Vả lại, những người phụ nữ độc lập như tôi sẽ mê cuộc sống tự do. Tôi sợ viễn cảnh vợ chồng yêu nhau, không thể sống thiếu nhau nhưng không biết nói gì vì ngày nào cũng gặp nhau. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Kim Lý từng có những chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân. Nói đến việc kết hôn, Kim Lý cho biết anh rất mong có được cái kết đẹp bên người mình yêu thương và có con là cách để duy trì mối quan hệ bền vững. Nếu không muốn có con với Hồ Ngọc Hà, tôi đã không ở bên cô ấy, nam diễn viên chia sẻ. Về vấn đề này, nữ ca sĩ cũng không ngại chia sẻ. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa nữa. Hôn nhân có thể là thứ khiến tôi e ngại, tuy nhiên sinh con cái thì không. Subel trước đây không thích em đâu, nhưng bây giờ lớn rồi, suy nghĩ cũng thay đổi. Tuy nhiên, khi nào có con còn là duyên. Trước đó, cặp đôi từng dính tin đồn kết hôn vào đầu tháng 4, 2018 khi Hồ Ngọc Hà úp mở một tấm ảnh khoe nhẫn trên Instagram cá nhân, cũng như chia sẻ những hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng gia đình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó, tin đồn này đã được dập tắt khi từ phía nữ ca sĩ khẳng định đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Kể từ khi công khai tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trở thành cặp đôi nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Không chỉ dính như hình với bóng ở các sự kiện giải trí, cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như Hồ Ngọc Hà từng sang thăm mẹ của Kim Lý tại Thụy Điển, thì nam diễn viên Hương Ga cũng có mối quan hệ rất tốt với gia đình giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ. Vậy nên, việc cả hai sẽ đám cưới trong tương lai hiện đang rất được các fan mong chờ và ủng hộ.